Con Má khỏe không má? có khỏe không? Con khỏe không? Dạ cũng khỏe. Con cải tạo tốt không con? Dạ tốt má. Bệnh tình của ba sao rồi má? Ba con khỏe nhiều rồi, con đừng có lo nha con. Đây con đây là chị phóng viên bên ký sự pháp đình á, đi cùng với má tới đây nha con. Em chào chị. Nè, ơi quên đó, má có nấu một chút thức ăn nè mà con thích nhất nè. Nhìn hai mẹ con Tài mừng mừng tủi tủi trong giây phút gặp mặt, rồi nghe bị cáo Tài kể về quá trình phạm tội của mình, khiến tôi không khỏi xót xa. Ủa bộ không có tiền nó học phí hay sao mà thấy ngồi buồn quá vậy? Sao mày biết hay vậy? Mày đóng chưa? Chưa tới ngày đóng mà. Tụi mày không có tiền đóng hả? Ừ thì tao mới có. Tao mới gọi điện cho má tao, tao định xin. Mà má tao nói là ba tao đang bệnh nặng, không có đủ tiền mua thuốc cho ba tao nữa, cho nên tao không dám mở miệng xin. Thì giờ xin thôi. Còn xin không được thì mày đi vay mượn của ai đó, còn không thì phải đi kiếm việc làm có tiền. Công tình học 4 năm rồi, chuẩn bị làm bài thực tập rồi, mày mà đóng học phí trễ trường nó cắt một cái là 4 năm của mày công cốc luôn á. Tao biết chứ, mày đâu có cần nói tao đâu. Mà tao cũng muốn kiếm việc gì đó để làm, mà không biết làm gì hết á. Tao có người quen á, làm ở công trình xây dựng á. Mày làm không? Tao giới thiệu cho. Làm. Công việc nặng lắm nha, mày làm nổi không? Trời, nổi chứ. Có được tiền là tao làm à. Rồi. Để tao gọi ảnh coi. Ừ, gọi nha. Ừ. Rồi tao nói là ngày mai có gì mày đi làm luôn. Rồi. Lúc đó em không có sợ mệt, em chỉ cố gắng chăm chỉ kiếm thiệt là nhiều tiền để có tiền đóng tiền học cũng như là phụ giúp má. Tôi thì tôi ở dưới quê, tôi không có biết con tôi nó vất vả như vậy. Tôi cũng không biết á là nó cần tiền để đóng tiền học nữa. Mỗi khi mà tôi hỏi thăm nó thì nó cứ nói là má yên tâm đi, con có tiền rồi. Nó có hiếu dữ lắm á. Nó con trai chứ nó gọn gàng lắm. Mỗi khi mà nó về quê nó dọn dẹp nhà cửa sạch chứ. Rồi nó đi phun thuốc sâu nè. Nó không cho tôi đụng một cái gì hết trơn á. Nó cũng không có đòi tôi mua cái này cái kia cái nọ cho nó nữa. Má, con sẵn đồ xong hết chưa? Dạ xong rồi má, rồi có mấy bộ đồ đâu. Thôi, con cầm ít tiền đi. Năm học mới rồi, coi lên rảnh mà mua mấy cái áo sơ mi mới mới à bận. Thôi, má cầm đó mà lo tiền thuốc cho ba đi. Còn không thì má giữ mà xài, con còn tiền. Tiền đâu mà còn, ba con á dạo này á, ổng cũng đỡ rồi. Má thấy con bận đồ cũ á, má thương con quá à. Không biết gì hết á, đồ cũ á là mốt của bây giờ đó. Rồi nãy cũng định lấy cái kéo á, cũng cắt quần rách gì nè cho đẹp nữa đó. Ủa mà ở đâu vậy má? Ở ngoài vườn mình đó con. Ở ngoài vườn hả? Mà con coi con xách lên cho bạn con á ăn đi. Dạ ngon quá trời luôn á. À mà chắc cũng tới giờ cũng đi rồi, cũng sợ xe trễ. Có gì cũng đi nha má. Thôi để má đưa con ra ngoài đầu đường. Thôi đi, má ngồi trong đây đi. Làm như con đi xuất khẩu lao động, ra tiễn ra đầu đường. Con đi vậy. Rồi tới nơi á, con sẽ gọi cho má. Vậy nha. Dạ. Thôi con đi cẩn thận nha. Dạ, con đi nha má.
Đi lên tới rảnh nhớ điện về cho má nha con. Dạ con biết rồi má. Con xin lỗi má nhiều lắm. Con là thằng bất hiếu. Con xin lỗi má nhiều lắm má ơi. Chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Thôi bây giờ con ráng cải tạo tốt đi rồi con về với má nha con. Chuyện ngày hôm đó là như thế nào vậy em? Dạ. Hôm đó em cũng chỉ muốn là nhờ mấy đứa bạn làm giùm em cái đồ án tốt nghiệp. Với lại ngày hôm đó em cũng mới lãnh lương. Em cũng muốn là cảm ơn nó vì đã giới thiệu việc làm cho em. Cho nên em mới mời nó đi nhậu một bữa. Cảm ơn em nha. Ê, thường ngày á mày đâu có biết nhậu nhẹt đâu, sao hôm nay rủ tao đây nhậu vậy? Cũng như á, tao mời mày ăn chầu mà mày giới thiệu việc làm cho tao. Hôm nay tao mới lãnh lương mà. Mày ăn thoải mái đi. Tao cần cả thế giới. Vô. Sao á, tao hẹn thằng Hưng á, hôm nay ra đây bàn đồ án tốt nghiệp mà giờ nãy còn chưa tới nữa. Ê, nó nghe nè, tao thấy hai cái chú bạn bên kia cứ nhìn qua bạn mình hoài à. Không mấy giờ tao mày qua bển, mời hai chú đi. Thôi, tao không dám đâu. Tao thấy mình đâu có quen gì họ đâu, qua chào mất công có chuyện gì nữa. Mày, tứ hải giai huynh đệ, trước lạ sao quen. Giờ tao mày qua bển mời chú, nữa thế nào cũng quen à. Đi, đi bển nha. Đi. Rồi. Dạ, con chào hai chú. Dạ chào. Dạ. Ủa, có chuyện gì em con? Dạ, chú cho con phép tụi con ngồi chung vui với chú được không chú? Được thôi. Hai anh em chú ngồi đây cũng buồn. Dạ. Có tụi con vui thì nó thêm vui mà. Dạ, 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 dạ. Lấy ghế ngồi con. Dạ, dạ, dạ. Nghe nói chuyện nãy giờ mấy chú em đây chắc là sinh viên hả? Dạ đúng rồi. Em với nói là sinh viên năm cuối. Dạ. Sinh viên không lo học hành, lo ra đây nhậu nhẹt. Sinh viên giờ sướng thiệt anh ha. Cha mẹ nay lưng làm nhà, gửi lên cho cục tiền mà không biết con mình làm gì. Thằng mệt rồi quá à, là Thắng ơi. Mày ăn nhậu vô chút xíu là mày cứ năng nó lèm bèm. Mày sao biết người ta sao mà mày nói người ta như vậy? Thôi hai con đừng có buồn. Thằng em của chú á, nó tính nó tốt, nó hiền lành lắm, không có gì đâu. Dạ, con cái uống vô chút xíu là nó mèm mèm. Dạ, dạ, dạ. Đừng buồn nha. Dạ. Mà hai con làm gì vậy? Dạ, tụi con học trường giáo thông. Dạ, đúng rồi. Ủa, giao thông hả? Dạ. Con chú nó cũng học bên trường giao thông á. Ủa, gì hả chú? Chắc có khả năng là nó biết tụi con á. Mà nãy đi công chuyện rồi. Bây giờ chắc lát nó về. Mà quên. Để họ để lát nữa nó quay lại đây đi. Rồi có gì chú giới thiệu hai con luôn nha. Dạ 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 dạ. Ê. Ôi. Ê, gọi tôi trễ nha. Ủa còn chú với anh đây là. Dạ. Chú quên, nãy giờ chú quên lo này nói chuyện chú quên. Chú giới thiệu, chú là Thịnh. Em của chú, em họ chú là Thắng. Dạ. Mà hai con cũng chưa giới thiệu tên cho chú biết. Dạ. Con là Tài. Con này là anh Tuấn. Dạ con tên Hưng. Dạ. Ba đứa con ra đây là để ngồi rồi bàn đồ án tốt nghiệp với mà chú. Hả? Chú Quán cho cái ghế chú Quán. Dạ thôi để con lấy nha chú. Dạ. Thắng ngồi xếp ở đây cho con cháu nó ngồi. Bây giờ là mấy chú cháu mình nâng ly lên. Ủa cái ly con đâu? Chú Quán cho cái ly chú Quán ơi. Em này cũng sinh viên năm cuối luôn hả? Dạ tụi em là sinh viên năm cuối chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp á. Tụ tập ngoài quán nhậu làm đồ án hả? Tụi em chủ yếu là ra đây để bàn đồ án sắp tới thôi chứ cũng nhậu không có nhiều đâu anh.
Thôi, nói chung là có duyên, mấy chú cháu mình gặp nhau. Giờ mình cùng chân ly cá đi nha. Dạ, mời chú. Vô nè, 1, 2, 3, vô. Sẵn cái hôm nay cuộc vui này thì để chú gọi điện cho thằng con chú ra, nó cũng học chung cái giao thông với tụi con á. Dạ. Nhưng mà ra thì thế nào chắc tụi con cũng quen biết nhau. Dạ. Để chú gọi cho nó nha. Dạ, chú gọi. Dạ. Chú. Dạ. Sao chú? Ủa, mà chú quên điện thoại nhà rồi. Đây con có điện thoại nè, chú có nhớ số không, con bấm cho. Rồi, chú già cả rồi chú không có để ý mấy số con. Chú không có nhớ. Hay là nhà chú có gần đây không? Rồi con chở chú về. Chú rủ nó ra vậy nha. Nhà chú gần đây con. Dạ. Con chở chú nha. Dạ, dạ, dạ. Thôi không có được đâu. Ông xỉn rồi. Trời tối. Đi để người ta người lạ chở ông về lỡ có chuyện gì sao? Xỉn gì mà xỉn, tao uống mới có mấy ly mà xỉn cái gì. Sao mày ăn nói thì sao mày... Mỗi lần mày nhậu vô mày ăn nói thôi tao nghe không lọt lỗ tai á Thắng. Đúng rồi á. Nãy giờ em thấy anh nói sốc bốc lắm luôn. Nhưng mà anh không thích tụi em á thì ba anh em về bàn cũ ngồi lại. Có gì đâu mà anh phải nói như vậy. Có gì đâu con. Mẹ chú tính nó vậy đó. Thôi tụi con đừng có chấp nhất nha. Gì đó. Tôi nghĩ sao là tôi nói vậy à. Chấp nhất cái gì đó. Chứ ông nghĩ coi đúng không? Trời tối ông đi về một mình. Nó thì lạ. Chứ mày sao bữa đa nghi quá. Ông nhìn thấy tụi nó cũng đàng hoàng như sinh viên mà, chứ phải là gì đâu mà sao bữa đa nghi mà uống vô mình lẹ bẹ mày nói gì mất lòng, không sợ mấy đứa nhỏ nó buồn hả? Thôi uống đi tụi con. Thôi con xin phép uống ly này, con về con có công chuyện, hôm khác mình gặp nhau chứ. Ủa chưa có bạn gì mà sao mày về? Về sớm thì trả tiền nha, được nhậu là vậy á. Thôi giờ về đi, em về sớm thì em sẽ trả tiền em muốn nãy giờ nha. Mày về trước là mày phải trả hết nguyên bàn. Trả cái gì sao mày ăn nói kỳ cục với là Thắng. Qua đi uống rượu, uống con vài ba ly rượu tự nhiên bắt tụi nó trả là sao? Không biết, nào về trước đó trả hết tiền bạc. Tôi buồn cho tụi con. Thôi con cứ có chuyện con cứ về đi con. Con cứ về đi. Dạ. Thôi con xin phép về, xin phép anh em về nha. Con về trước. Mày chưa trả tiền mà mày về cái gì? Tính tiền đi rồi về. Kỳ cục quá Thắng này. Vậy muốn gì đây? Muốn gì cái luật nhậu là vậy á. Nào chạy trước. Đó bao sân. Chạy cái gì mà chạy, mấy đứa nhỏ nó qua đi nó ngồi nó nhậu. Bây giờ nó về công chuyện cho nó về, mày làm gì cái bàn nó còn vui đâu. Mà nó về nó trả tiền. Vô đây là trả tiền đi về. Nó chắc nó muốn vô đây ngồi á. Mà nghe nó học bên giao thông cũng chung trường với lại thằng con của tao. Nó muốn ngồi đi chơi cho vui. Mình làm cái hòa khí bây giờ mà con cuộc nhậu bây giờ có phải là còn cuộc nhậu vui nữa không? Hay là một cái cuộc đó mày thấy có mặt tụi nó nghe. Đứa nào thấy buồn thiêu. Tao cũng được vui nữa. Thì nhậu tiếp đi. Để về là trả tiền. Thì bây giờ nãy giờ em mới vô thì em uống mới có 1 ly 2 ly à. Thì em đuổi nó nhiều mày. Mày không trả tiền là không có được đi đây nè. Mà đổi vậy đó. Ông đi về đi em sao? Về đi chứ. Thôi xin phép anh với chú về nha. Ở về đi con. Ê, trả tiền ở đây. Đã nói là về trước phải trả tiền. Em mới vô uống có 1-2 ly mà trả tiền gì anh? Tao không biết. Bây giờ làm sao? Trả tiền trước về. Trả tiền cái gì? Tôi mới vô uống có 2 ly mà tôi trả tiền là sao? Thằng nào về trước thằng đó trả tiền. Tôi có gì tôi về chứ, nên tôi cho tôi ở đây làm gì? Trả tiền đi về. Bây giờ trả tiền đó. Không. Làm gì vậy? Hả? Thằng vô quán đi nhậu rồi mấy anh. Thằng đi về. Mày không trả tiền lập rồi đó. Làm đi. Thằng này. Thằng này. Thằng này. Về đi con. Về.
vậy? Ê! Ê! Có sao vậy? Thôi! Sao pháo mẹ? Phải không? Cứu tôi với! Phải! Bị cáo Nguyễn Đức Tài, tại sao bị cáo lại giết hại bị hại Hoàng Công Thắng? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo không cố ý giết bị hại, chỉ vì bị cáo quá bức xúc với những thái độ và lời nói của bị hại. Bị hại mỉa mai bị cáo và bạn của bị cáo. Khi Hưng bỏ về, lúc đó thì bị hại xông đến đánh Hưng, cho nên bị cáo chỉ muốn đánh là để cho bỏ tức và cũng như là bảo vệ bạn của mình, chứ bị hại cũng không cố ý giết người ạ. Theo bản cáo trạng thì bị cáo và bị hại không hề quen biết, sao lại ngồi chung bàn để rồi dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị cáo và bạn của bị cáo có qua mời rượu và có nói chuyện với nhau, thì thấy chú Thịnh là một người rất là vui vẻ, rồi còn nghe chú nói là có con học chung trường với bị cáo, mà bị cáo thì đang trong thời kỳ làm đồ án tốt nghiệp, cho nên khi nghe vậy thì cũng thấy rất là vui vì có gì thì giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà bị cáo cũng không hiểu tại vì làm sao mà anh Thắng lại có những cái thái độ bức xúc với bị cáo. Mời ông Lưu Đức Thịnh là bạn của bị hại, cũng là nhân chứng của vụ án, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông hãy cho hội đồng xét xử biết những lời bị cáo khai nhận trước tòa có đúng với vụ án hay không. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, những lời bị cáo nói là đúng sự thật ạ. Hôm đó cậu Thắng thua bạc, rồi trong lòng không được vui, buồn bực, cộng thêm uống rượu nữa nên tính khí bất thường. Lúc đó có hai bạn trẻ qua xin được giao lưu thì tôi có đồng ý. Nói chung là tôi thấy tâm trạng của Thắng nó không được vui, có hai bạn trẻ đang ngồi nhậu chung thì không khí sẽ vui hơn. Rồi lời qua tiếng lại nó nảy sinh ra mâu thuẫn. Thật sự tôi rất là tiếc, cái tình huống nó xảy ra nó quá nhanh. Tôi chứng kiến từ đầu đến đuôi, không thiếu một chi tiết nào. Khi mà sự việc đó xảy ra bất ngờ, tôi có can ngăn nhưng mà cũng không kịp. Mời em ngồi xuống. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Tài đối với bị hại Hoàng Công Thắng là mang tính chất côn đồ. Cả bị cáo lẫn bị hại đều mới quen biết, nhưng vì những mâu thuẫn hiềm khích mà bị cáo đánh bị hại đến chết, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi xúc phạm bị cáo, có hành động đánh bạn của bị cáo. Sau khi gây án, bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải. Căn cứ vào điều 104 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Tài về tội cố ý gây thương tích về tình tiết định khung dẫn tới chết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Trần Thị Yến Nhi là vợ của bị hại Thắng đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng về luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa đồng xét xử, từ ngày chồng tôi chết thì gia đình bị cáo cũng đến thăm và tạ lỗi. Mà gia đình Tài thì cũng khó khăn. Ba Tài thì đang nằm bệnh nặng. Bây giờ mà tôi có đòi phạt án nặng đi, chồng tôi cũng đâu có sống lại được đâu. Nên tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho nó, để nó sớm về chăm sóc cho ba má nó. Mời chị ngồi xuống. Mời bà Trần Thị Hoa, mẹ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử.
Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Tài hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, chuyện nó xảy ra thì tôi cũng không có ngờ nữa. Tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét và giảm mức án cho con của tôi. Tại vì con của tôi nó còn quá trẻ, và cái đường tương lai của nó còn rất là dài. Tôi chỉ không biết nói gì hơn. Tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét và giảm mức án cho con của tôi ạ. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Đức Tài, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận về những việc làm của mình. Bị cáo cảm thấy có lỗi với má, có lỗi với gia đình. Bị cáo cũng muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Bị cáo cũng không ngờ là 4 năm học của mình mà chỉ vì một phút bốc đồng mà mất tất cả. Bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa xét xử diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Tài đối với bị hại Hoàng Công Thắng là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Bị cáo và bị hại chỉ mới quen biết nhau trên bàn nhậu nhưng lại có những mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm là án mạng. Tuy bị hại đã sai khi nói những lời lẽ không đúng, cố ý đánh bạn của bị cáo, nhưng hành vi đánh người đập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong là phạm pháp, cần được xử lý nghiêm. Nhưng xét bị hại cũng có phần lỗi. Sau khi bị cáo gây án đã tới đầu thú, thành khẩn khai báo và khắc phục một phần hậu quả, cũng như được gia đình bị hại xin giảm án, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 104 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tài 6 năm 6 tháng tù giam về tội gây thương tích. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Với cậu sinh viên cuối cấp giàu nghị lực, biết lo nghĩ cho tương lai và gia đình, cứ nghĩ rằng một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ cậu. Nhưng không, vì sự nông nổi của tuổi trẻ, vì những lời lẽ nghi kỵ không đáng có của bị hại Thắng đã đẩy chính cuộc đời họ vào bi kịch. Kẻ chết, người lãnh 6 năm 6 tháng tù. Tôi thầm nghĩ, nếu như mỗi chúng ta đối xử với nhau văn minh hơn, đừng để hơi men là thứ dẫn đường, thì những vụ án trên bàn nhậu đã không xảy ra nhiều đến thế. Thì gia đình bị hại không mất đi một trụ cột, và ước mơ của Tài đã không phải dở dang. Sau khi tòa tuyên án xong, em buồn và hụt hẫng lắm. Em cứ nghĩ là tương lai của mình sẽ kết thúc từ đây. Mong ước sau khi ra trường của em là để có được việc làm phụ giúp má em. Ở trong tù em buồn và ân hận lắm chị ơi. Nhưng mà lúc nào má cũng vô thăm em, rồi còn có mấy anh chị quản giáo lúc nào cũng khuyên em là phải vui lên, phải tự tin lên. Cho nên em mới tin rằng ước mơ của mình sẽ làm được, mình sẽ thực hiện được. Vì má con sẽ cố gắng. Nhưng mà có điều là sẽ muộn hơn dự định mà thôi. Má chờ đợi con nha. Má khỏe không má? Không phải đó con.
Dạ con khỏe. Con cải tạo tốt không con? Dạ tốt má, bệnh tình của ba sao rồi má? Ba con khỏe nhiều rồi thôi, con đừng có lo nha con. Đây, con đây là chị phóng viên bên ký sự pháp định á, đi cùng với má tới đây nha con. Em chào chị. Nè, ơi quên á, má có nấu một chút thức ăn mà con thích nhất nè. Nhìn hai mẹ con Tài mừng mừng túi tuổi trong giây phút gặp mặt, rồi nghe bị cáo Tài kể về quá trình phạm tội của mình, khiến tôi không khỏi xót xa. Ủa bộ không có tiền đóng học phí hay sao mà thấy ngồi buồn quá vậy? Sao mày biết hay vậy? Mày đóng chưa? Chưa tới ngày đóng mà. Tụi mày không có tiền đóng hả? Ừ thì tao mới có. Tao mới gọi điện cho má tao, tao định xin. Mà má tao nói là ba tao đang bệnh nặng, không có đủ tiền mua thuốc cho ba tao nữa, cho nên tao không dám mở miệng xin. Thì giờ xin thôi, còn xin không được thì mày đi vay mượn của ai đó, còn không thì phải đi kiếm việc làm có tiền. Công tình học 4 năm rồi, chuẩn bị làm bài thực tập rồi, mày mà đóng học phí trễ trường nó cắt một cái là 4 năm của mày công cốc luôn á. Tao biết chứ, mày đâu có cần nói tao đâu. Mà tao cũng muốn kiếm việc gì đó để làm, mà không biết làm gì hết á. Tao có người quen á, làm ở công trình xây dựng á. Mày làm không? Tao giới thiệu cho. Làm. Công việc nặng lắm nha, mày làm nổi không? Trời, nổi chứ. Có được tiền là tao làm à. Rồi. Để tao gọi ảnh coi. Gọi nha. Rồi tao nói là ngày mai có gì mày đi làm luôn. Rồi. Lúc đó em không có sợ mệt, em chỉ cố gắng chăm chỉ kiếm thiệt là nhiều tiền để có tiền đóng tiền học cũng như là phụ giúp má. Tôi thì tôi ở dưới quê, tôi không có biết con tôi nó vất vả như vậy, tôi cũng không biết á là nó cần tiền để đóng tiền học nữa. Mỗi khi mà tôi hỏi thăm nó thì nó cứ nói là má yên tâm đi, con có tiền rồi. Nó có hiếu dữ lắm á. Nó con trai chứ nó gọn gàng lắm. Mỗi khi mà nó về quê nó dọn dẹp nhà cửa sạch chứ. Rồi nó đi phun thuốc sâu nè, nó không cho tôi đụng một cái gì hết trơn á. Nó cũng không có đòi tôi mua cái này, cái kia, cái nọ cho nó nữa. Má, con sẵn đồ xong hết chưa? Dạ xong rồi má, rồi có mấy bộ đồ đâu. Thôi, con cầm ít tiền đi. Năm học mới rồi, coi lên rảnh mà mua mấy cái áo sơ mi mới à bận. Thôi, má cầm đó mà lo tiền thuốc cho ba đi. Còn không thì má giữ mà xài, con còn tiền. Tiền đâu mà còn, ba con dạo này ổng cũng đỡ rồi. Má thấy con bận đồ cũ á, má thương con quá à. Không biết gì hết á, đồ cũ á là mốt của bây giờ đó. Rồi nãy con định lấy cái kéo á, con cắt quần rách gì nè cho đẹp nữa đó. Ủa mà ở đâu vậy má? Ở ngoài giường mình đó con. Ở ngoài giường á hả? Mà con coi con xách lên cho bạn con á ăn đi. Dạ ngon quá trời luôn á. À mà chắc cũng tới giờ cũng đi rồi, cũng sợ xe trễ. Có gì cũng đi nha má. Thôi để má đưa con ra ngoài đầu đường. Thôi đi, má ngồi trong đây đi. Làm như con đi xuất khẩu lao động, ra tiễn lên đầu đường. Con đi vô. Rồi tới nơi á, con sẽ gọi cho má. Vậy nha. Dạ. Thôi con đi cẩn thận nha. Dạ, con đi nha má. Đi lên tới rảnh nhớ điện về cho má nha con. Dạ con biết rồi má.
Con xin lỗi má nhiều lắm. Con là thằng bất hiếu. Con xin lỗi má nhiều lắm má ơi. Không có sao đâu con. Chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Thôi bây giờ con ráng cải tạo tốt đi rồi con về với má nha con. Chuyện ngày hôm đó là như thế nào vậy em? Dạ, hôm đó em cũng chỉ muốn là nhờ mấy đứa bạn làm giùm em cái đồ án tốt nghiệp. Với lại ngày hôm đó em cũng mới lãnh lương. Em cũng muốn là cảm ơn nó vì đã giới thiệu việc làm cho em. Cho nên em mới mời nó đi nhậu một bữa. Cảm ơn em nha. Ê, thường ngày á mày đâu có biết nhậu nhẹt đâu, sao hôm nay rủ tao đây nhậu vậy? Cũng như á tao mời mày ăn chầu là mày giới thiệu việc làm cho tao. Hôm nay tao mới lãnh lương mà. Mày ăn thoải mái đi. Tao cần cả thế giới. Vô. Sao á, tao hẹn thằng Hưng á, hôm nay ra đây bàn đồ án tốt nghiệp. Mà giờ nãy con chưa tới nữa. Ê, nói nghe nè. Tao thấy hai cái chú bạn bên kia cứ nhìn qua bạn mình hoài à. Không mấy giờ tao mày qua bển. Mời hai chú đi. Thôi, tao không dám đâu. Tao thấy mình đâu có quen gì họ đâu. Qua chào, bất công có chuyện gì nữa. Mày, thứ hải giai huynh đệ, trước lạ sao quen. Không giờ tao mày qua bển mời chú, nữa thế nào cũng quen à. Đi, đi bển nha. Đi. Dạ, con chào hai chú. Dạ, chào. Dạ. Ủa, có chuyện gì em con? Dạ, chú cho con phép tụi con ngồi chung vui với chú được không chú? Được thôi. Hai anh em chú ngồi đây cũng buồn. Dạ. Có tụi con ngồi thêm vui mà. Dạ, con. Dạ. Lấy ghế ngồi con. Dạ. Nghe nói chuyện nãy giờ mấy chú em đây chắc là sinh viên hả? Dạ đúng rồi. Em với nói là sinh viên năm cuối. Dạ. Sinh viên không lo học hành, lo ra đây nhậu nhẹt. Sinh viên giờ sướng thiệt anh ha. Cha mẹ nay lưng làm nhà gửi lên cho cục tiền mà không biết con mình làm cái gì. Thôi anh mệt rồi quá à Thắng ơi. Mày ăn nhậu vô chút xíu là mày cứ năng nó lèm bèm. Mày sao biết người ta sao mà mày nói người ta như vậy? Thôi hai con đừng có buồn. Nghe của chú á, nó tính nó tốt, nó hiền lành lắm, không có gì đâu. Dạ, con cái uống vô chút xíu là nó lèm bèm. Dạ. Đừng buồn nha. Dạ. Mà hai con làm gì vậy? Dạ tụi con học trường giao thông. Dạ đúng rồi. Ủa, giao thông hả? Dạ. Con chú nó cũng học ở trường giao thông á. Ủa gì hả chú? Chắc có khả năng là nó biết tụi con á. Mà hồi nãy đi công chuyện rồi. Bây giờ chắc lát nó về. Mà quên. Để lát nữa nó quay lại đây đi. Rồi có gì chú giới thiệu hai con luôn nha. Dạ. Ê. Ê, gọi tới trễ nha. Ủa còn chú với anh đây là. Dạ. Chú quên, nãy giờ chú quên lo này nói chuyện chú quên. Chú giới thiệu, chú là Thịnh. Em của chú, em họ chú là Thắng. Dạ. Mà hai con cũng chưa giới thiệu tên cho chú biết. Dạ. Con là Tài. Con này là anh Tuấn. Dạ con tên Hưng. Dạ. Ba đứa con ra đây là để ngồi rồi bàn đồ án tốt nghiệp với mà chú. Chú Quán cho cái ghế chú Quán. Dạ thôi để con lấy nha chú. Dạ. Thắng ngồi xếp ở đây cho con cháu nó ngồi. Bây giờ là mấy chú cháu mình nâng ly lên. Ủa cái ly con đâu? Chú Quán cho cái ly chú Quán ơi. Em này cũng sinh viên năm cuối luôn hả? Dạ tụi em là sinh viên năm cuối chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp á. Tụ tập ngoài quán nhậu làm đồ án hả? Tụi em chủ yếu là ra đây để bàn đồ án sắp tới thôi chứ cũng nhậu không có nhiều đâu anh. Nói chung là có duyên mấy chú cháu mình gặp nhau giờ mình
cùng chân liền cả đây nha. Dạ, dạ, dạ. Mời chú. Vô nè, 1, 2, 3, vô. À, sẵn cái hôm nay cuộc vui này thì để chú gọi điện cho thằng con chú ra, nó cũng học chung cái giao thông với tụi con á. Dạ. Nhưng mà ra thì thế nào chắc tụi con cũng quen biết nhau. Dạ, dạ. Để chú gọi cho nó nha. Dạ, chú gọi dạ. Chú. Dạ. Sao chú? Ủa, chú quên điện thoại nhà rồi. Đây, con có điện thoại nè. Chú có nhớ số không? Con bấm cho. Rồi, chú già cả rồi chú không có để ý mấy số con. Chú không có nhớ. Hay là nhà chú có gần đây không? Rồi con chở chú về. Chú rủ nó ra vậy nha. Ở nhà chú gần đây con. Dạ. Con chở chú nha. Dạ, dạ, dạ. Thôi không có được đâu. Ông xỉn rồi. Trời tối. Đi để người ta người lạ chở ông về lỡ có chuyện gì sao? Xỉn gì mà xỉn, tao uống mới có mấy ly mà xỉn cái gì? Sao mày ăn nói thì sao mày... Mỗi lần mày nhậu vô mày ăn nói thôi tao nghe không lọt lỗ tai á. Đúng mà. Nãy giờ em thấy anh nói sốc ốc lắm luôn. Nếu mà anh không thích tụi em á thì ba anh em về bàn cũ ngồi lại. Có gì đâu mà anh phải nói vậy. Không có gì đâu con. Mẹ chú tính nó vậy đó. Thôi con đừng có chấp nhất nha. Gì đó. Tôi nghĩ sao là tôi nói vậy à? Chấp nhất cái gì đó. Chứ ông nghĩ coi đúng không? Trời tối ông đi về một mình. Nó thì lạ. Chứ mày sao bữa đa nghi quá. Ông nhìn thấy tụi nó cũng đàng hoàng với sinh viên mà chứ đâu phải là gì đâu mà sao bữa đa nghi cũ vô mình lẹ bè mình nói gì mất lòng không sợ mấy đứa nhỏ nó buồn hả? Thôi uống đi tụi con. Thôi con xin phép uống ly này, con về con có công chuyện, hôm khác mình gặp nhau thôi chứ. Ủa chưa có bạn gì mà sao mày về? Chưa có bạn gì hả? Có gì mai nó qua mà mày về sớm thì trả tiền nha, được nhậu là vậy á. Thôi giờ về đi, em về sớm thì em sẽ trả tiền em uống nãy giờ nha. Mày về trước là mày phải trả hết nguyên bàn. Trả cái gì sao mày ăn nói thì kỳ cục với là thắng. Qua đi uống rượu uống con vài ba ly rượu tự nhiên bắt tụi nó trả là sao? Không biết, nào về trước đó trả hết tiền bạc. Tụi buồn cho tụi con. Thôi con cứ con chuyện con cứ về đi con. Con cứ về đi. Dạ. Thôi con xin phép về, xin phép anh em về nha. Mày chưa trả tiền mà mày về cái gì? Tính tiền đi rồi về. Mày kỳ cục quá Thắng này. Về muốn gì đây? Muốn gì cái luật nhậu là vậy á. Nào chạy trước. Đó bao sân. Chạy cái gì mà chạy, mấy đứa nhỏ nó qua đi nó ngồi nó nhậu, giờ nó về công chuyện cho nó về, mày làm gì cái bàn nó còn vui đâu. Mà nó về nó trả tiền. Vô đây là trả tiền đi về. Nó chắc nó muốn vô đây ngồi á. Mà nghe nó học bên giao thông cũng chung trường với lại thằng con của tao. Nó muốn ngồi đi chơi cho vui. Mình làm cái quà khí bây giờ mà con cuộc nhậu bây giờ có phải là còn cuộc nhậu vui nữa không? Hay là một cái cuộc đó mày thấy có mặt tụi nó kìa. Đứa nào thấy buồn thiêu. Tao cũng đừng vui nữa. Thì nhậu tiếp đi. Để về là trả tiền. Thì bây giờ nãy giờ em mới vô thì em uống mới có 1 ly 2 ly à. Thì em đuổi nó nhiều mày. Mày không trả tiền là không có được đi đây đó. Đó vậy đó. Ông về đi em sao? Về đi. Thôi xin phép anh với chú về nha. Về đi con. Ê. Trả tiền ở đây. Đã nói là về trước phải trả tiền. Em mới vô uống có 1-2 ly mà trả tiền gì anh? Tao không biết. Bây giờ sao? Trả tiền đừng về. Trả tiền cái gì? Tôi mới vô uống có 2 ly mà tôi trả tiền là sao? Thằng nào về trước thằng đó trả tiền. Thì tôi có gì tôi về chứ, tôi không cho tôi ở đây làm gì. Thì trả tiền đi về. Bây giờ trả tiền không? Không. Làm gì vậy? Hả? Thằng vô quán thì nhậu mà mấy anh. Làm gì thằng? Thế về. Mày không trả tiền làm rồi đó. Về. Về. Làm anh đi. Thằng này, con về đi con. Vậy, vậy, anh, tôi sao vậy?
Nói sư báo mẹ phải không, cứu tôi với. Phải. Bị cáo Nguyễn Đức Tài, tại sao bị cáo lại giết hại bị hại Hoàng Công Thắng? Dạ thưa đồng xét xử, bị cáo không cố ý giết bị hại, chỉ vì bị cáo quá bức xúc với những thái độ và lời nói của bị hại. Bị hại mỉa mai bị cáo và bạn của bị cáo. Khi Hưng bỏ về, lúc đó thì bị hại xông đến đánh Hưng, cho nên bị cáo chỉ muốn đánh là để cho bỏ tức và cũng như là bảo vệ bạn của mình, chứ bị hại cũng không cố ý giết người ạ. Theo bản cáo trạng thì bị cáo và bị hại không hề quen biết, sao lại ngồi chung bàn để rồi dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị cáo và bạn của bị cáo có qua mời rượu và có nói chuyện với nhau, thì thấy chú Thịnh là một người rất là vui vẻ, rồi còn nghe chú nói là có con học chung trường với bị cáo, mà bị cáo thì đang trong thời kỳ làm đồ án tốt nghiệp, cho nên khi nghe vậy thì cũng thấy rất là vui vì có gì thì giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà bị cáo cũng không hiểu tại vì làm sao mà anh Thắng lại có những cái thái độ bức xúc với bị cáo. Mời ông Lưu Đức Thịnh là bạn của bị hại, cũng là nhân chứng của vụ án, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông hãy cho hội đồng xét xử biết những lời bị cáo khai nhận trước tòa có đúng với vụ án hay không. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, những lời bị cáo nói là đúng sự thật ạ. Hôm đó cậu Thắng thua bạc, rồi trong lòng không được vui, buồn bực, cộng thêm uống rượu nữa nên tính khí bất thường. Lúc đó có hai bạn trẻ qua xin được giao lưu thì tôi có đồng ý. Nói chung là tôi thấy tâm trạng của Thắng nó không được vui, có hai bạn trẻ ngồi nhậu chung thì không khí sẽ vui hơn. Rồi lời qua tiếng lại nó nảy sinh ra mâu thuẫn. Thật sự tôi rất là tiếc, cái tình huống nó xảy ra nó quá nhanh, tôi chứng kiến từ đầu đến đuôi không thiếu một chi tiết nào. Khi mà sự việc đó xảy ra bất ngờ, tôi có can ngăn nhưng mà cũng không kịp. Mời ông ngồi xuống. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Tài đối với bị hại Hoàng Công Thắng là mang tính chất côn đồ. Cả bị cáo lẫn bị hại đều mới quen biết, nhưng vì những mâu thuẫn hiềm khích mà bị cáo đánh bị hại đến chết, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi xúc phạm bị cáo, có hành động đánh bạn của bị cáo. Sau khi gây án, bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải. Căn cứ vào điều 104 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Tài về tội cố ý gây thương tích về tình tiết định khung dẫn tới chết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Trần Thị Yến Nhi là vợ của bị hại Thắng đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng về luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa đồng xét xử, từ ngày chồng tôi chết thì gia đình bị cáo cũng đến thăm và tạ lỗi. Mà gia đình Tài thì cũng khó khăn. Ba Tài thì đang nằm bệnh nặng. Bây giờ mà tôi có đòi phạt án nặng đi, chồng tôi cũng đâu có sống lại được đâu. Nên tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho nó, để nó sớm về chăm sóc cho ba má nó. Mời chị ngồi xuống. Mời bà Trần Thị Hoa, mẹ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Tài hay không?
Dạ, thưa hội đồng xét xử, chuyện nó xảy ra thì tôi cũng không có ngờ nữa. Tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét và giảm mức án cho con của tôi. Tại vì con của tôi nó còn quá trẻ, và cái đường tương lai của nó còn rất là dài. Tôi chỉ không biết nói gì hơn, tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét và giảm mức án cho con của tôi ạ. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Đức Tài, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận về những việc làm của mình. Bị cáo cảm thấy có lỗi với má, có lỗi với gia đình. Bị cáo cũng muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Bị cáo cũng không ngờ là 4 năm học của mình mà chỉ vì một phút bốc đồng mà mất tất cả. Bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa xét xử diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Tài đối với bị hại Hoàng Công Thắng là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Bị cáo và bị hại chỉ mới quen biết nhau trên bàn nhậu nhưng lại có những mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm là án mạng. Tuy bị hại đã sai khi nói những lời lẽ không đúng, cố ý đánh bạn của bị cáo, nhưng hành vi đánh người đập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong là phạm pháp, cần được xử lý nghiêm. Nhưng xét bị hại cũng có phần lỗi. Sau khi bị cáo gây án đã tới đầu thú, thành khẩn khai báo và khắc phục một phần hậu quả, cũng như được gia đình bị hại xin giảm án, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 104 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tài 6 năm 6 tháng tù giam về tội gây thương tích. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Với cậu sinh viên cuối cấp giàu nghị lực, biết lo nghĩ cho tương lai và gia đình, cứ nghĩ rằng một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ cậu. Nhưng không, vì sự nông nổi của tuổi trẻ, vì những lời lẽ nghi kỵ không đáng có của bị hại Thắng, đã đẩy chính cuộc đời họ vào bi kịch. Kẻ chết, người lãnh 6 năm 6 tháng tù. Tôi thầm nghĩ, nếu như mỗi chúng ta đối xử với nhau văn minh hơn, đừng để hơi men là thứ dẫn đường, thì những vụ án trên bàn nhậu đã không xảy ra nhiều đến thế. Thì gia đình bị hại không mất đi một trụ cột, và ước mơ của Tài đã không phải dở dang. Sau khi tòa tuyên án xong, em buồn và hụt hẫng lắm. Em cứ nghĩ là tương lai của mình sẽ kết thúc từ đây. Mong ước sau khi ra trường của em là để có được việc làm phụ giúp má em. Ở trong tù em buồn và ân hận lắm chị ơi. Nhưng mà lúc nào má cũng vô thăm em, rồi còn có mấy anh chị quản giáo lúc nào cũng khuyên em là phải vui lên, phải tự tin lên. Cho nên em mới tin rằng ước mơ của mình sẽ làm được, mình sẽ thực hiện được. Vì má con sẽ cố gắng. Nhưng mà có điều là sẽ muộn hơn dự định mà thôi. Má chờ đợi con nha. Má.